Lễ hội quốc tế khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Thủ Đức, hay còn gọi là Thủ Đức Innovation Fest 2024, sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 17 tháng 11 năm 2024 tại công viên bờ sông Sài Gòn. Với chủ đề chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, ngày hội mong muốn đưa các nghiên cứu và sản phẩm công nghệ đến gần hơn với cộng đồng. Phóng viên HTV đã có buổi phỏng vấn trưởng ban tổ chức lễ hội về những trải nghiệm công nghệ thú vị trong chương trình. Xin chào bà có thể cho biết ý nghĩa về lễ hội quốc tế khoa học công nghệ và sáng tạo thành phố Thủ Đức lần đầu tiên được tổ chức này ạ? Lễ hội quốc tế khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Thủ Đức lần thứ nhất là một cái chương trình mà do Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức phối hợp cùng với Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện với chủ đề là khoa học công nghệ và chuyển đổi số, phương châm From Lab to Life là mang những cái sản phẩm mà có tính ứng dụng cao để ra cho người dân được trực tiếp trải nghiệm. Đây sẽ là một cái sân chơi công nghệ cho các cái doanh nghiệp, các tập đoàn công nghệ. Ngoài ra thì còn có cái không gian để cho các em học sinh trung học cơ sở được sáng tạo trên sân khấu của chương trình The Next Innovator, cuộc thi khởi nghiệp của các bạn sinh viên và các cái doanh nghiệp khởi nghiệp ở trong và ngoài nước. Dạ vâng, sự kiện lần này sẽ có rất nhiều những hoạt động hấp dẫn. Bà có thể cho biết về những cái chương trình nổi bật của sự kiện lần này? Động nổi bật trong cái chương trình lễ hội này sẽ là cái phần ra mắt của sa bàn quy hoạch của thành phố Thủ Đức và cuộc drone show, trình diễn drone show, các cuộc đua drone trên sân khấu 360 độ. Đặc biệt tại lễ hội này chúng tôi dành một cái khu vực dành cho người dân đến trực tiếp để mà thực hiện các cái thủ tục hành chính như là đăng ký hộ chiếu, rồi đăng ký mã định danh cấp độ 2, hướng dẫn để đăng ký cư trú, đăng ký xe, đăng ký chữ ký số, hướng dẫn thủ tục để mà cấp phép xây dựng cho người dân trực tiếp tại lễ hội. Chúng tôi rất mong người dân có thể đến tham dự cái lễ hội này thật là đông vui để trải nghiệm hết tất cả những cái dịch vụ và những cái công nghệ mà các cái tập đoàn cũng như là thành phố mong muốn giới thiệu đến người dân. Dạ vâng, xin được cảm ơn bà đã dành thời gian cho Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh có buổi phỏng vấn ngày hôm nay.